Rồi, hello Tiến, xin chào toàn thể quý khán giả của kênh HKTM Cần Thơ nha. Thì hôm nay em cũng lên một video mới cho mọi người. Hôm nay cũng khá là lâu rồi, em không có lên video cho mọi người xem. Thì bây giờ cũng là buổi sáng nè, đó, sẵn rảnh em quay một video báo giá xe cho tất cả mọi người nha. Đó, sư phụ mới chạy xe đi đó mọi người. Sư phụ chạy đi uống cà phê cũng như ăn sáng nè. Đó, nhìn sư phụ bốn mấy tuổi thì cũng còn ngon lắm đúng không mọi người. Rồi, đùa tí thôi thì thẩm gài cũng khá là nhiều công việc, bận rộn quá em không có lên video mới cho mọi người xem được. Thì hôm nay em đền lại cho mọi người một cái video nha. Cũng video này cũng khá là dài, tầm khoảng 8 phút á. Em sẽ báo giá tất cả xe trong cửa hàng cho mọi người, cập nhật giá xe có mặt tại cửa hàng HKTM Cần Thơ nha. Rồi, đầu tiên con này là xì bom 120 nè, lên GFX203. Con này là thanh lý hải quan nha, sang tên toàn quốc, giá 20x nha mọi người. Xe dọn khá là sạch đẹp đó, dọn màu vàng trắng rất là đẹp luôn. Còn tiếp theo thì bên này con này là xì bò 98 đầu 24 hải quan chính ngạch. Xe này là 24x nha, xe này đã có chủ rồi, xe đã bán về cho anh trai An Giang. Còn con bên này thì màu xanh dương. Xe này là xe thanh lý hải quan. Con này là xì bò 98 luôn, đầu 26, con này giá 21x, chính chủ hợp lệ sang tên toàn quốc nha mọi người. Đó, còn một xe duy nhất. Xe này nói chung là giá cũng khá là vừa chơi cho anh em thôi, 21x 210 mấy triệu. Nó màu xanh dương, dọn màu áo xanh dương 2000 bánh căm. Đi cũng khá là nhiều chi tiết đồ nguyên trên xe nè. Đó, xe dọn sạch đẹp mới từ trong ra ngoài cho anh em đam mê. Nếu anh em nào muốn biết thêm chi tiết về xe này thì cứ liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của Tiến nha, 0345 846 819 nha, gặp Nhật Tiến nha mọi người. Rồi, con này là xì bò 99 đầu 38 hải quan chính ngạch. Con đó là 28x, còn này 2000 đầu 42 hải quan chính ngạch, giá 27x nha. Xì bo 2000 luôn, đầu 41 hải quan chính ngạch, con này giá 28x nha mọi người. Đó, thì hiện tại xì bo 2000 cửa hàng em còn tầm khoảng 3-4 xe gì đó. Nếu anh em nào mà thích chơi dòng 2000 thì có thể liên hệ cho em nha, em sẽ tư vấn cho mọi người. Con này cũng 2000 luôn, đầu 45 hải quan chính ngạch, biển 67007 60 07760. Con này giá là 28x luôn nha mọi người. Đó, Sachia 2000 F125 ID160, con này hải quan chính ngạch, đồ zin là full đồ zin, dọn như xe thùng, 28x nha mọi người. Đó, bánh mâm màu trắng nè, áo màu cà phê sữa rất là đẹp. Màu này thì cũng khá là hiếm nha mọi người. Đó, nhưng mà cửa hàng vẫn có bao hai mà áo bánh căm bánh mâm miễn phí cho mọi người hết nha, nên là mọi người yên tâm. Con này 2000 đầu 41, xe này hải quan chính ngạch luôn, giá là 30x. 30x là tại vì nó có khá là nhiều chi tiết đồ ghi như là niền tăng lan nè, tháng 1102 là 11 năm 2000 nha mọi người. Đó, rồi cùm ghi, đồng hồ ghi nè, khá là nhiều đồ ghi. Con này thì nguyên cây đồ ghi nè, cọp khỏi bàn, 202 đầu 50 hải quan chính ngạch, xe ghi nha. Đó, ốc tán heo rồi là ghi hết. Màu áo là màu cao khô nha mọi người. Màu áo này cho thích hợp cho một số anh với mấy chú cứng cứng tuổi chơi á. Hai con này xì bo 110 E114M20, con này cũng full nguyên cây đồ gin luôn. Đó, sườn lốp gin nè, máy là gin 110 luôn nha mọi người. Đó, hiện tại cửa hàng còn rất là nhiều mẫu mã xì bo 110, 120 nè, các đời 98, 99 luôn, rất là nhiều cho anh em lựa chọn. GSX 203 thanh lý hải quan dựng thùng, giá là 38x 380 mấy triệu nha mọi người. Còn duy nhất một xe luôn, đầu 51, con này em nhớ không lầm là đầu 51 nha. Đó, duy nhất một xe cho anh em thích dòng 203 luôn nha. Này xì bo 99 đầu 34 hải quan chính ngạch, giá 31x. Con này 201 đầu 45 sườn lốp gin, nguyên cây đầu gin, hải quan chính ngạch luôn, giá con này 33x nha. Xe rất là đẹp, dọn nguyên cây đầu gin nha mọi người. Màu áo đỏ tươi. Con này thì cũng là một con xe nói chung khá là đẹp đối với em. Sườn lốp gin nè, lồng lỗ bô gam, niền tăng lan nè, logo gin, cùm gin, đồng hồ gin, nói chung bích đồ gin, bích xe. Con này là 2000 đồng 43 nè, biển số khá là dễ nhìn, 39983, giá là 30x. Con này hải quan chính ngạch nha, đang đi bộ áo màu tím nè, đó, niền 399 nhức nắp không mọi người. Con xe đó nói chung là đối với em khá là đẹp, mà giá vừa chơi 30x thôi, nguyên cây đồ gin rất là cọp. Đó, còn da dách thì em còn cũng khá là nhiều nè. Thùng 2021, con này số khung số máy theo biển nha, biển 84 nè, 06293, giá 30x. Xe này hợp lệ sang tên toàn quốc nha mọi người. Đó, con này dọn như xe thùng luôn. Rồi, tiếp theo da dách thanh lý một chỗ, biển 12, con này giá 19x nha mọi người. Con này cũng sạch đẹp như xe thùng luôn.
không khác gì xe thùng hết. Giá vừa chơi cho anh em trải nghiệm. Còn con này là Aki hải quan chính ngạch nè, giá 13x, con đó sang tên hợp lệ toàn quốc nha mọi người. Xì bo 99 đầu 32 hải quan chính ngạch luôn. Con này giá 27x, 270 mấy triệu, cũng sang tên hợp lệ chính chủ trên toàn quốc nha mọi người. Rồi tiếp theo đây em còn một con da dách, con này số khung số máy zin đó, con này là thanh lý toàn quốc, biển 66 Đồng Tháp nè. Nó xe có trang bị sẵn mâm xin si đồ chơi nè ha mọi người, vỏ mới luôn, xe rất là đẹp. Rồi bên này thì là 110 đầu 20 hải quan chính ngạch, biển 67, giá 19x, em còn duy nhất một xe 110 nha. Anh em nào mà có thích chơi 110 thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Tiến nha, 0345 846 819, alo trực tiếp số điện thoại của em hoặc là kết bạn Zalo nha. Rồi Novadash 98, biển 68, 56770, biển khá là dễ nhìn, cũng khá là đẹp nha mọi người. Con này thì giá là 150 mấy triệu, một con duy nhất luôn, Novadash cho anh em chơi luôn, một xe duy nhất. Honda LS 125, 6 món gấp N luôn, xe này có cái Bottega Thái, Bottega bụng mọi người, lon Thái rất là, nói chung là cái lon xịn, bô vàng hơi rất lực. NSG 120, ý 150 xin lỗi mọi người nha, xe này hải quan chính ngạch luôn. Đó, dọn dựng như xe thùng, xe cửa hàng em mới vừa dọn lại rất là ken luôn. Giá 140 mấy triệu cho anh em là không gài chờ đợi NSG nha. Có thể liên hệ trực tiếp cho Zalo của Tiến hoặc là gọi trực tiếp nha. Số điện thoại của em là 0345 846 819, alo trực tiếp cho em để em tư vấn xe cũng như là giải đáp mọi thắc mắc cho mọi người nha mọi người. Đó thì hiện tại ở cửa hàng em còn rất là nhiều xì bo 110, 120 các đời 98, 99, 2000, 201, 202 nè, rồi Sachi 2000 đầu dẹp, rồi 203, Sachi 206, da dách thanh lý một chỗ, thanh lý hải quan, rồi hải quan chính ngạch, xe thùng, thùng lướt, rồi xe dọn đồ chơi sẵn, cửa hàng em cũng có đủ nè. Nó ví dụ như hai xe này là xe dọn đồ chơi sẵn cho anh em chơi nè. Đó, còn anh em về khỏi dọn lại mệt, còn anh em mà thích xe thùng hoặc là thùng lướt thì cửa hàng vẫn có để đáp ứng nhu cầu của anh em nha. Nên là anh em nào mà có thiện chí muốn mua xe, có nhu cầu mua xe thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0345 846 819 gặp Nhật Tiến nha. Em xin nhắc lại nha, 0345 846 819 gặp Nhật Tiến, hoặc có thể kết bạn Zalo của em cũng tên Nhật Tiến luôn. Địa chỉ của cửa hàng ở số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lại, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Rồi em xin kết thúc video ở đây, cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi video của em nha. Rồi mến chào tạm biệt quý khán giả của kênh HKTM Cần Thơ nha.